quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về cực lạc, nhập thanh tịnh chúng, chống thành Phật Đạo. Tịnh Độ Đại Kinh dạy Diễn Nghĩa Chủ Giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Chuyển Ngữ Hành Chơn biên tập Bình Minh Thời gian giảng ngày 30 tháng 8 năm 2011 Địa điểm Phật Đà Giáo dục Hiệp hội Hồng Kông tập 567 Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Xin mời ngồi Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 747 Hàng thứ nhất Di Đà Yếu Giải nói Đồng cư tịnh độ Là tăng thượng thiện nghiệp sở cả Câu này là ngẫu Ích Đại Sư nói Bên dưới là chú giải của Hoàng Niệm Tổ Lấy niệm niệm tức Phật Làm thân nhân duy thành Phật Tình niệm liên tục Là đẳng vô gián duyên Dùng Phật hiệu làm cảnh sở duyên Là sở duyên duyên Nói tăng thượng tổng hiếp ba duyên trước có lực ít lớn ở đây nói đến những điều pháp tướng tông nói tứ duyên sanh pháp bất cứ một pháp nào sanh khởi Đều có duyên Nhân Vốn đầy đủ trong A Lại Gia Thức Chúng ta dùng thực vật để nói sẽ rất dễ hiểu Ví dụ Chúng ta muốn trồng đào hạt giống cây đào là thân nhân duyên hạt đào thực tế mà nói nếu đặt nó ở trong bình pha lê thì vĩnh viễn nó không khởi tác dụng đó chính là gì nó chỉ có thân nhân duyên nó thiếu các duyên khác đối với thực vật mà nói quan trọng nhất là tăng thượng duyên nó có sở duyên duyên còn có vô dáng duyên duyên của sở duyên Thần nhân duyên, sở duyên duyên, vô gián duyên Đều là bản thân vốn có đủ Hạt trong quả đào Nó hy vọng Có thể mọc lên cây đào Đây đều là một loại duyên của sở duyên mà sức mạnh này cũng không thể gián đoạn nếu gián đoạn nó không thể trưởng thành cho nên bản thân nhất định phải có ba loại duyên này thực tế mà nói ba loại duyên này tất cả chúng sanh đều có trước đây chúng ta chia nó thành hai phần một phần là tâm pháp một phần là sắc pháp như vật chất là sắc pháp sắc pháp hai loại duyên này quý vị không nhìn thấy hiện nay chúng ta biết nó có vì sao vậy vì sắc và tâm vĩnh viễn không tách rời nhau bồ tát di lặc nói với chúng ta rất rõ ràng chính là một vi trần vi trần là sắc pháp trong sắc pháp có tâm có thọ tưởng hành thức thọ tưởng hành thức là tâm pháp sắc và tâm vĩnh viễn không rời nhau cho nên toàn thể vũ trụ tất cả đều là có cơ thể cũng chính là nói nó là sống nó không phải chết bất luận là vật chất thực vật khoáng vật cho đến điện tử hạt căn bản hiện nay gọi là lượng tử tiểu quan tử cũng không ngoại lệ điều này gần đây mới phát hiện được do đó tất cả pháp sanh ra đều không rời bốn duyên này tâm pháp là rõ ràng nhất ví dụ hạt đào cần tăng thượng duyên tăng thượng duyên là đất đai phân bón ánh sáng không khí nước những thứ này đều đầy đủ nó sẽ sinh trưởng vô cùng tốt tương lai sẽ khai hoa kết trái duyên đầy đủ bây giờ chúng ta từ tâm pháp mà nói như trong kinh nói chúng ta có hạt giống của phật đây là thân nhân duyên Đức Phật nói Tất cả chúng sanh Vốn là Phật Đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai Đây chính là thân nhân duyên Tất cả chúng sanh Bao gồm cả thực Phật, khoáng Phật Chỉ có Kinh Hoa Nghiêm nói đến Các Kinh khác không nói Trong Kinh Hoa Nghiêm nói Tình giữ vô tình Đồng viên chủng trí Hữu tình Ngày nay chúng ta gọi là sinh vật Còn vô tình thì sao Vì sinh vật Không phải sinh vật Không phải sinh vật Đều là quán vật Thực vật Đều là sinh vật thực vật nó sẽ sanh trưởng khoáng vật không như vậy một hạt cát trên bãi biển không sanh trưởng viên đá cũng không sanh trưởng đó là khoáng vật kinh hoa nghiêm nói rất hay tình và vô tình đồng viên chủng trí đồng viên chủng trí là gì là thành phật sinh vật thành phật chúng ta thấy không có vấn đề gì khoáng vật thành phật chúng ta thấy có vấn đề rồi sao khoáng vật có thể thành phật đến bây giờ thì chúng ta mới hiểu thì ra trong khoáng vật có thọ tưởng hành thức nó biết nó có thể thấy có thể nghe biết ý của chúng ta nghĩa là ý niệm của chúng sanh hữu tình nó đều biết được hết hữu tình chúng sanh chúng ta nói bao gồm cả sinh vật thì quá nhiều bởi thế hiện nay chúng ta nghĩ đến toàn thể vũ trụ đích thực như là một tấm lưới vô cùng tinh vi mật thiết lưới điện quý vị không nhìn thấy nó nhưng nó tồn tại thân thể của chúng ta không những thân thể mỗi tế bào mỗi hạt cát trong quán vật nó có phóng xạ không có phóng xạ vì sao vậy vì sự tồn tại của tất cả mọi vật chất đều thuộc về dao động dao động chính là phóng xạ nó có tần suất Giới khoa học nói rằng Tần suất chậm Sẽ biến thành khoáng vật Thuộc về loại này Tần suất nhanh Nó biến thành như da thịt thân thể của chúng ta Nhanh hơn nữa Thì biến thành sóng điện Sóng quang sóng điện vô tuyến nó biến thành những thứ này cho nên chúng ta khởi tâm động niệm là ý niệm đang chấn động ý niệm đang động ý niệm này không phải vật chất khởi tâm động niệm nhưng hiện tượng vật chất thân thể nhục thể này của chúng ta mỗi tế bào cũng đang động Tầng xúc động đích thực khác nhau tần suất của móng tay chúng ta chậm tần suất của nhục thể nhanh tần suất máu huyết bên trong thân thể nhanh tần suất xương cốt chậm nó đều đang động Đến toàn bộ Sơn Hà Đại Điện Không có thứ nào không đồng Trong Kinh điển Đại Thừa Nói đến nhất niệm Rất có đạo lý Nhất niệm này Chính là những gì Bồ Tát Di Lạc nói Một cậy móng tài Có 32 ức 100.000 niệm Bây giờ chúng ta dùng dây để nói một giây Đại khái có Một ngàn sáu trăm triệu ý niệm Nhất niệm ở trong đó Vì niệm niệm liên tục Vô gián Nó không có khoảng cách Từng niệm từng niệm Niệm trước diệt Niệm sau lập tức liền sanh khởi Một ý niệm chính là một vũ trụ Ý niệm trước và ý niệm sau khác nhau nên giữa vũ trụ này biến hóa rất lớn Trong Hoàng Nguyên Quán chúng ta thấy Xuất sanh vô tận Chính là ý này Tần xuất dao động Điều đầu tiên nói là Chu biến pháp giới Ý niệm vừa động Quý vị xem Tốc độ này nhanh biết bao Biến pháp, pháp giới hư không giới đều nhận được Đều nhận được tần suất này Mỗi hạt căn bản Mỗi quan tử Không ngừng phát ra tin tức đồng thời nó cũng nhận được tin tức khắp biến pháp giới hư không giới nó sống nó là hữu cơ chúng ta không cách nào tưởng tượng được đây là tình trạng của một mạng lưới vô cùng tinh vi mà không cách gì tưởng tượng ra được Nếu ý niệm là thiện Thì cảnh giới của thiện liền hiện tiền Không có gì không thiện Ý niệm bất thiện Tất cả đều hư hỏng Thế giới Tây Phương cực là Niệm niệm đều thiện Niệm niệm gì? Họ niệm niệm là a di đà Phật Ngày nay chúng ta biết Phật a di đà là thiện trong các điều thiện Không có gì thiện hơn Vô lượng vô biên cõi nước của mười phương chư Phật Đức Thế Tôn rất yêu thương chúng ta Từ bi đến tận cùng Vì sao không khuyên chúng ta vãng sanh các cõi nước Phật khác Lại khuyên chúng ta đến thế giới cực lạc Là nguyên nhân gì? Trong kinh điển Đại Thừa nói rất nhiều Không những Thế Tôn khuyên chúng ta như vậy Mà vô lượng vô biên chư Phật như Lai trong mười phương Đều khuyên chúng sanh ở thế giới của mình Cũng chính là nói các hàng đệ tử của Phật Đều đến thế giới cực lạc Thế giới cực lạc Chắc chắn là trung tâm tốt đẹp Của biến pháp giới hư không giới Nồng cố của cái thiện cái tốt Đến đây mới thực sự thấy được đại viên mãn. Đại viên mãn này cho đâu mà có Trong kinh này Đức Phật dạy chúng ta Là tỳ kheo pháp tạng Dùng tâm đại từ bi Phát ra 48 lời nguyện Lại dùng thời gian năm kiếp để tu thành Tu này là gì? Đây chính là duyên 48 nguyện là duyên gì? Là sở duyên duyên Do công đức của 48 nguyện Hành tựu nên thế giới cực lạc Sở duyên duyên của tỳ kheo pháp tạng Không có gián đoạn Sở duyên duyên của Ngài là đẳng vô gián duyên Ngài không có tạp niệm xen vào Ý niệm này Là ý niệm này nối tiếp ý niệm kia Nó là hoàn toàn tương đồng Nó không phải là tướng tương tự tương tục Nó là tướng tương tục bình đẳng Tức thực sự là tướng tương tục thế giới này là phật a di đà hiện nay ngài đã thành phật thành phật gọi ngài là a di đà a di đà nghĩa là vô lượng phật là giác vô lượng giác vô lượng trí tuệ vô lượng từ bi, mọi thứ đều là vô lượng. Bởi thế công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Danh hiệu tượng trưng vô lượng thiện mỹ trong biến pháp giới hư không giới. Chúng ta thường nói chân thiện mỹ tuệ Không có gì cao hơn điều này Không có gì viên mãn hơn Cho nên Ngày nay chúng ta niệm Phật Chính là niệm câu danh hiệu này Câu danh hiệu này đầy đủ bốn loại duyên Đem chủng tử trong A-lại gia thức của chúng ta Trùng tử thiện nhất Trong a la gia của chúng ta Có Phật A-di-đà Có thế giới cực lạc Đây là gì? Đây chính là nói Tự tánh di đà Duy tâm tịnh độ Là hạt giống chúng ta phản sanh thế giới cực lạc Chính là thân nhân duyên chúng ta phải biết chúng ta nhất định có thể đến thế giới cực lạc thế giới cực lạc là thế giới trong tâm của chúng ta phật a di đà là vị phật trong tự tánh chúng ta không cầu bên ngoài cầu bên ngoài không được ngày nay chúng ta phật, tỉnh niệm phật tịnh niệm tương tục đây là sở duyên duyên Chúng ta sẽ duyên câu Phật hiệu này Niệm niệm liên tục Liên tục chính là đẳng vô gián duyên Tịnh niệm là sở duyên 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 là Phật hiệu Tức tăng tượng duyên Làm sao chúng ta biết có chuyện như vậy Tăng tượng duyên đầu tiên là Đức Thế Tôn Ngài giới thiệu chúng ta mới biết Đức Thế Tôn cách chúng ta ba ngàn năm Giáo huấn của Ngài được truyền từ đời này qua đời khác Đây là tăng thượng duyên Nếu không truyền qua nhiều đời Thì chúng ta làm sao biết được Truyền từ đời này qua đời khác Bao gồm kết tập kinh tạng Đem 49 năm dạy học của Thế Tôn Viết thành kinh sách lưu truyền cho đời sau Đây là tăng thượng duyên của chúng ta Mỗi đời Đời này qua đời khác Nhờ các bậc đại đức này Chúng ta gọi là Tổ Sư Đại Đức Họ truyền trì Pháp Môn Truyền xuống từng đời, từng đời Kinh điển đến Trung Quốc Thông qua phiên dịch Các bậc tổ sư Đại Đức Tương truyền đến đời chúng ta Tịnh Độ Tông đã truyền được 13 đời đây đều thuộc tăng thượng duyên đây là tăng thượng duyên cũng là đẳng vô giá duyên cũng là tăng thượng duyên vì nó không biến chất cứ thế lưu truyền cho đến ngày nay đạo tràng là tăng thượng duyên của chúng ta kinh điển là tăng thượng duyên của chúng ta đồng tham đạo hữu đều là tăng thượng duyên của chúng ta bởi thế bốn loại duyên này đều đầy đủ sau cùng quan trọng nhất là đệ nhất thiện căn của bồ tát Đệ nhất thiện căn này chính là tinh tấn không giải đãi Chỉ cần chúng ta tin tấn không giải đãi là thành công Nếu như duyên đã đầy đủ Giải đãi biến nhát Không muốn niệm Phật Còn tham luyến phước báo của thế gian Như vậy quả là đáng tiếc Hạt giống này Lâu ngày quý vị không nuôi dưỡng nó Nó sẽ bị hư hỏng Hư cũng không hư được Gọi là hạt giống kim cang Trong đời này không thể thành tựu Đời nào đầy đủ tăng thượng duyên Vì Thần nhân duyên Đẳng vô gián duyên Và sở duyên duyên Đều không gián đoạn sở duyên duyên chính là lý tưởng của chúng ta đối tượng của chúng ta nếu chúng ta sở duyên duyên là danh lời là phước báo thế gian Quý vị dùng phương pháp chánh đáng để cầu học. Quả báo sẽ ở nhân thiên. Đến cõi trời cõi người hưởng phước. Nếu như dùng thủ đoạn không chính đáng đạt được, cũng có thể đạt được. Tương lai quả báo đạt được ở trong tam đồ. cho nên cõi trời cõi người lục đạo mười pháp giới đều là chúng sanh sở duyên duyên thành tựu quý vị duyên điều gì trong phật pháp pháp môn vô lượng vô biên quý vị duyên pháp môn nào quý vị thành tựu quả báo như thế đó uyên thế giới cực lạc sẽ vãng sanh thế giới cực lạc. Trong số đồng học chúng ta thấy rất nhiều, họ không muốn đến thế giới cực lạc, họ muốn đến trời đâu suốt, muốn thân cận Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc tương lai đến thế gian này làm Phật, họ làm đệ tử của Bồ Tát Di Lặc. Đệ tử Bồ Tát Đệ tử Thanh Văn Họ thích như vậy Không ít người Y theo phương pháp tu hành Bốn duyên đầy đủ Họ có thể thành tựu Như Hòa Thượng Hư Vân Ở trời đâu suốt Chúng ta xem trong niên phổ của Ngài có một lần ngài nhập định, trong định đến trời đâu suốt, gặp được Bồ Tát Di Lặc, Con được nghe ngài thuyết giảng. Bồ Tát Di Lặc nói với ngài, duyên của con chưa thành thục phải trở về. ở trời đâu suốt ngài thấy được mấy vị đồng tu đều là người quen, là người vãng sanh về trước đó. Đây không phải giả Ở trời đâu suốt nghe nhìn thấy Là thật sự vãng sanh về trời đâu suốt Vãng sanh về cõi trời này không dễ Khó hơn vãng sanh tịnh độ nhiều Vì sao vậy? Vì họ phải tu định Tu duy tâm thức định Tu thành công định này mới đến đó được Tu không thành công Không cách nào đến đó được Trước đây Thầy Lý nói về điều này rất rõ ràng Duy tâm thức định Như chúng ta phải có thầy giáo thật giỏi Đại khái phải tu bao nhiêu năm Dự tính phải tu 150 năm Chúng ta làm gì có thọ mạng dài như vậy Nó cũng là từng tầng từng tầng đi lên Nâng lên đến tiêu chuẩn của trời đầu suốt Cho nên vẫn là pháp môn này hay Làm chung người niệm, nhất niệm đều có thể vãng sanh Điều này chúng ta tin rằng có thể làm được Còn tám vạn bốn ngàn pháp môn phải đoạn phiền não, phải tu định Không có giới định, không đầy đủ những điều kiện này Thì không cách nào đi được Đây cũng là chư Phật Như Lai Chư Đại Bồ Tát thị hiện cho chúng ta thấy Khuyên chúng ta vãng sanh tịnh độ Đạo lý chính là như vậy Đẳng Vô gián duyên Cần nói sơ qua về chữ đẳng này một chút đẳng là bình đẳng ví dụ chúng ta niệm phật niệm a di đà phật niệm trước là a di đà phật niệm sau cũng là a di đà phật nhưng có khi dừng lại quên mất quên mấy tiếng khi nhớ lại cũng niệm a di đà phật a di đà phật vẫn là a di đà phật đây gọi là đẳng nhưng không nhất định là nó có khoảng cách Khi có khoảng cách Nó vẫn là một sự việc Đây gọi là bình đẳng Chúng ta niệm Phật A Di Đà Ở giữa là nghĩ việc khác Như vậy là bị gián đoạn Đây không phải là vô gián Bởi vậy ý niệm của Phạm Phu chúng ta vô cùng phức tạp tu pháp môn gì đều không dễ thành tựu không dễ thành tựu nguyên nhân thật sự là gì chính là đẳng vô gián duyên có vấn đề chúng ta gọi là tạp niệm quá nhiều vọng tưởng quá nhiều đây chính là đẳng vô gián duyên Duyên này không còn Tuy có sở duyên duyên Vẫn không thể thành tựu Nhưng chúng ta niệm Phật Vì sao Học nhiều năm như vậy Vẫn không đạt được niệm Phật tam muội có phải chính là vọng tưởng tạp niệm quá nhiều ư? Trong lúc niệm Phật xen vọng tưởng vào Như vậy thì đẳng không còn nữa Tuy có vô dáng nhưng không có đẳng Niệm trước và niệm sau không phải cùng một niệm Ở giữa xen tạp niệm vào Nên chữ này là chữ mấu chốt Niệm niệm đều là a di đà Phật Không có tạp niệm xen vào trong đó Đây gọi là đẳng vô gián duyên Ân Quang Đại Sư dạy chúng ta ba điều rõ ràng Hy vọng chúng ta thật sự có thể Niệm niệm đều có đẳng vô gián duyên Dụng ý là như vậy Phật hiệu Sanh ra từ tâm Niệm ra từ miệng Niệm một cách rõ ràng Tai nghe vào Cũng nghe một cách rõ ràng Câu Phật hiệu này là câu thứ mấy Ghi nhớ rõ ràng phương pháp của ngài chỉ nhớ từ một đến mười đến mười một đến mười nhớ bằng cách đó không nên nhớ số lượng cũng không cần dùng chuỗi dùng chuỗi sẽ phân tâm nói cũng rất có lý suốt đời ngài đều công phu này dùng rất hiệu quả dạy người khác người khác học ngài phương pháp này công phu cũng rất tiến bộ cư sĩ hồ tiểu lâm rất nhiều người biết ông ta trước đó ông niệm phật mãi mà không có tiến bộ tạp niệm quá nhiều sau đó xem được đoạn này trong ấn quang Đại sư Văn Sao Ông bắt đầu luyện tập Luyện rất có hiệu quả Ông tu theo phương pháp này 4 tháng Mới nói điều này với tôi Đích thực có hiệu quả Ở chỗ chúng tôi cũng có mấy đồng tu tu theo pháp môn này quả nhiên có hiệu quả rất tốt phải duy trì hiệu quả này phương pháp có hiệu quả nhất chính là phải buông bỏ vạn duyên duyên suy nghĩ của chúng ta quá nhiều có nhiều điều vướng bận không buông bỏ được nhất định vẫn khởi tạp niệm Không thể không buông bỏ Công việc phải làm sao Khi làm việc cứ siêng năng làm Buông bỏ việc niệm Phật Khi niệm Phật nên tinh tấn niệm Như vậy là đúng Khi làm việc nghĩ đến niệm Phật Còn khi niệm Phật lại nghĩ đến công việc Như vậy công việc cũng làm không tốt Mà niệm Phật cũng niệm không đến đâu cả hai đều không có kết quả như vậy là sai chúng ta không thể không biết điều này câu kinh văn bên dưới nên biết người này không phải tiểu thừa người niệm phật không phải tiểu thừa Tịnh Tông không phải tiểu thừa Người này Tức người nhất tâm niệm Phật Như nói ở trên à, Chuyên tu chuyên niệm Thế gian nhiều người cho rằng Niệm Phật là tự độ Thậm chí khinh thị Tức là chưa hiểu được ý Phật người thế gian rất nhiều người ngộ nhận điều này khi chúng tôi còn trẻ khi mới học phật cũng như vậy cho rằng niệm phật là gì đại khái là đức phật từ bi những bà phụ không có tri thức dùng phương pháp này để an ủi họ nghĩ thế là sai hoàn toàn Vì sao người ta hướng đến Di lạc tịnh độ Mà không sanh Di đà tịnh độ Bồ Tát Di lạc Là tổ sư của Tông Pháp Tướng Dùng cách nói như hiện nay Là phần tử tri thức cao cấp Những gì họ nghiên cứu là triết học cao cấp đúng như sự thật Lần đầu tiên tôi nghe Thầy Phương Giảng về triết học Phật giáo Thầy nói với tôi Thầy Phương lúc đó giống như trên tấm hình này Khoảng hơn 40 tuổi Gần 50 tuổi Khoảng độ tuổi đó Tôi thì 26 tuổi Thầy nói với tôi Trong kinh Phật có triết học Thật sự là đỉnh cao nhất của triết học thế giới Ông nói chỉ có một bộ phận Bộ phận nào? Hai tông tánh tướng Tánh tông là tam luận thiền tông Tướng tông chính là pháp tướng duy thức thầy chỉ đường cho tôi là pháp tướng duy thức sau khi chúng tôi tiếp xúc pháp tướng duy thức phát hiện đây là phật giáo nói về tâm lý học chúng ta xem những kinh điển này những sách giáo khoa của khoa tâm lý học đại học những sách này Đem ra đối chiếu quả thật không bằng nó Nó nói vì tế Nói một cách thấu triệt Nên Học điều này Đều đi con đường của trời đâu suốt Trời đâu suốt Được mấy người có thể thành tượng Quá ít Cần có công phu thật sự Sau khi hiểu thật sự Hiểu rõ về tướng tông Phải buông bỏ Nếu không buông được Sẽ trở thành sở tri chứng Đức Thế Tôn 19 tuổi ra đi tham học Học suốt 12 năm Sau cùng cũng buông bỏ tất cả Ngài mới có thể đại triệt đại ngộ Khi hoàn toàn buông bỏ Như Kinh Kim Cang nói Phá còn phải bỏ huống gì phi pháp 19 tuổi rời xa gia đình Buông bỏ hết những gì của thế gian 30 tuổi ở dưới cội bồ đề Buông bỏ tất cả sở học vì sao vậy? Trong tự tánh thanh tịnh tâm Một Pháp cũng không lập Cho nên Tự tánh tâm thanh tịnh Khoa học không tìm thấy Triết học cũng không tìm thấy vì sao không tìm thấy nó ngày nay chúng ta biết nó không có hiện tượng khoa học và triết học đều phải có hiện tượng hiện tượng vật chất hoặc là hiện tượng tinh thần hoặc là hiện tượng tự nhiên chỉ cần có hiện tượng họ liền có thể tìm ra nó không có quý vị tìm gì tự tánh ở đâu nó tồn tại mọi lúc mọi nơi khắp biến pháp giới hư không giới Không có nó là không có pháp Tất cả pháp sẽ không có Tất cả pháp là nương vào nó mà hiện hành bởi thế nó có thể hiện Hết thể các Pháp đều là nó hiện Cho nên bản thể của tất cả Pháp Chính là nó Không tìm ra bản thể Không phải hiện tượng Có thể hiện ra hiện tượng có thể hiện hiện tượng tự nhiên Có thể hiện hiện tượng tinh thần Có thể hiện hiện tượng vật chất Còn tự thể không phải là gì cả Phật Pháp khó chính là khó ở chỗ này Phải như thế nào mới có thể phát hiện được Mới thật sự tìm được nó Trong Kinh Kim Cang có một câu Nói vô cùng tuyệt diệu Nhờ kiến chư tướng phi tướng tức kiến như lai Nhờ kiến chư tướng phi tướng tức kiến như lai quý vị sẽ thấy được Các tướng không phải tướng mà là gì? Đương thể tức không liễu bất khả đắc Trong kinh bát Nhã nói Tất cả Pháp Vô sở hữu tất cánh không bất khả đắc Đây chính là các tướng không phải tướng sẽ thấy được Thấy được là kiến tánh ngày nay chúng ta biết đọc biết nói câu này nhưng trên thực tế ta chưa thấy được những thứ chúng ta thấy đều tồn tại đều thấy được nghe được đụng chạm được sao lại vô sở hữu tất cánh không bất khả đắc nghĩ lại câu nói này của phật rất có đạo lý Mãi tới khi chúng ta đọc đến đối thoại của Thế Tôn và Bồ Tát Di Lặc, Chúng ta có một chút hình bóng phản phất Chúng ta thấy sai Giống như xem phim vậy Sao lại thấy sai? Không biết phim vốn là từng tấm từng tấm của cuộn phim Nó không động Chúng ta thấy nó thành một tướng động Nhưng thực tế nó không động Sai ở chính mình Không phải bên ngoài Bên ngoài không sai chúng ta thấy sai chúng ta nghĩ sai thấy sai gọi là kiến hoặc mê hoặc nghĩ sai gọi là tư hoặc kiến tư phiền não phiền não gì không hiểu chân tướng sự thật tôi đưa ra vấn đề này ừ. thế gian quả thật rất nhiều người châm biếm à, niệm phật là tự an ủi mình quả thật là rất khinh mạng những người này chúng ta biết bao gồm bản thân chúng ta chưa hiểu ý phật không hiểu được nghĩa chân thật của pháp phật nói trong bài kệ khai kinh đầu quyển kinh quý vị đã đọc bốn câu kệ này nguyện hiểu nghĩa chân thật của như lai chúng ta quá thiếu thận trọng quả thật là không hiểu nghĩa chân thật của như lai Hiểu sai nghĩa chân thật của Như Lai Lại còn tự cho rằng thông minh Pháp Thật vậy Võ Tắc Thiên đã viết bài kệ khai kinh này quá hay Vô thượng thầm thâm vi diệu Pháp Bá thiên vạn kiếp nàng tao ngộ Ngã kim kiến văn Đăng thọ trì Nguyện giải như lai chân thật nghĩa Ngày nay chúng ta thật sự được thấy Được nghe Nhưng không hiểu nghĩa chân thật của như lai Quý vị nói Đáng thương biết bao Từ kim khẩu của Đức Thế Tôn tuyên thuyết Người như vậy không phải điểm thừa đây là đức thế tôn nói cho nên ngày nay trong hoàn cảnh hiện tại có thể nói phổ biến đều không học thánh hiền Đều xa rời kinh giáo Mặc dù tiếp xúc Nhưng mang tâm ngộ nhận Hoài nghi Mê mờ rất sâu Không thể tiếp thu Thậm chí còn phê phán Thế nên trước mắt Truyền thừa giáo huấn của Thánh Hiền Và kinh giáo của Phật Bồ Tát Đích thực là vấn đề nghiêm trọng tìm không ra người truyền thừa bây giờ hồi tưởng lại tìm không có người truyền thừa chúng ta đều có trách nhiệm bản thân chúng ta không làm tốt Không làm gương tốt Quan trọng nhất trong truyền thừa Chính là nhất môn thâm nhập Trường thời quân tu Sau đó lập thành tích cho người khác thấy Mọi người sẽ không hoài nghi Bây à, Hiện nay nói 10 năm học tập một bộ kinh, một pháp môn đều tìm không thấy. Tam tông đại thừa, bất luận là tông nào. Quý vị y theo phương pháp lý luận của nó để tu học. 10 năm không thay đổi, chắc chắn có thành tựu. Trong này có một điều kiện rất quan trọng Nghĩa là tuyệt đối không để hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng Điều kiện này vô cùng quan trọng Nếu bị hoàn cảnh bên ngoài làm ảnh hưởng Chắc chắn thất bại Quả thật danh văn lợi dưỡng Ngũ dục lục trần cần phải buông bỏ Thâm nhập một môn Phải làm thương để người đời sau noi theo Cho người trong thời đại này thấy Di đà nhất thừa nguyện hải Đều ví như xe trâu trắng lớn Duy chỉ nhất thừa Làm gì có hai và ba Nên gọi là không phải tiểu thừa đức như lai nói người này không phải tiểu thừa sao lại không phải tiểu thừa phải biết di đà là nhất thừa nguyện hải đức thế tôn một đời giảng kinh thuyết pháp nhất thừa nguyện hải là bộ kinh nào vào thời đại tùy đường các bậc cổ đức xưa nay nhất thừa kinh chỉ nói ba bộ bộ thứ nhất là đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh bộ thứ hai là kinh pháp hoa bộ thứ ba là kinh phạm võng. kinh phạm võng chưa truyền đến trung quốc truyền đến chỉ là một giới phẩm thọ giới Cũng là một bộ kinh lớn Nhất thừa kinh Kinh vô lượng thọ Là nhất thừa nguyện hải Nguyện này là 48 nguyện Của Phật A-di-đà Nguyện nguyện phổ độ chúng sanh cư sĩ mai quang hy trong bài tựa của kinh này đã nói rất rõ ràng đây cũng là điều mà các bậc đại sư thời đại tùy đường công nhận Hoa nghiêm là nhất thừa Pháp hoa là nhất thừa Sao cùng quy nạp về đâu Tìm điều này Sao cùng trở về đâu Đều trở về thế giới cực lạc Quý vị xem Kinh Hoa Nghiêm sau cùng Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Phương Đạo Quy Cực Lạc Cực lạc là gì? Chính là vô lượng thọ Kinh điển nhất thừa đều trở về vô lượng thọ Cho nên bộ kinh này gọi là nhất thừa nguyện hải Hoa nghiêm giống như là trường giang Pháp hoa giống như là hoàng hà Tất cả đều chảy về biển cả chảy vào biển cả đây là một gợi ý rất hay gợi ý này nói với chúng ta điều gì nói với chúng ta ngàn kinh vạn luận đều giống như dòng sông trên lục địa không có dòng sông nào không trở về biển cả Hết thể kinh điển mà Đức Thế Tôn nói trong suốt 49 năm Đều quy về tịnh độ Chúng ta lại thấy Tất cả chư Phật như Lai Trong ba đời mười phương Đều khen ngợi Phật A-di-đà Tôn sư Phật A Di Đà là Quang trung, trung Cực Tôn Phật Trung Chi Vương Chúng ta lại thấy được Chư vị Bồ Tát trong vô lượng thế giới khắp mười phương Đại hạnh Bồ Tát Tiểu hạnh Bồ Tát Tất cả đều đến thế giới cực lạc Đây nói lên điều gì? Hả không phải nói với chúng ta rằng Vô lượng chư Phật Như Lai trong mười phương Ở trong quốc độ họ giáo hóa chúng sanh Đều khuyên Tất cả người học Từ Bồ Tát cho đến lục đạo chúng sanh Không phải đều khuyên họ Cầu sanh thế giới cực lạc ư Những chân tướng sự thật này Chúng ta cần phải thấy rõ ràng Phải thể hội nó một cách sâu sắc Sau đó nguyện tâm của chúng ta mới kiên định Không còn dao động nữa chúng ta hoàn toàn minh bạch sanh đến thế giới cực lạc tức là sanh đến tất cả cõi nước của chư phật trong mười phương vì sao vậy những gì tất cả chư phật dạy đều quy về thế giới cực lạc đây là điểm chính yếu đây là tổng bộ giáo dục phật giáo Chư Phật trong mười phương thế giới là phân bộ Thế giới cực lạc là tổng bộ Ví dụ như vậy mọi người dễ hiểu Thật đúng như vậy không sai chút nào Đều cho xe trâu trắng lớn Điện tích này là ở trong Kinh Pháp Hoa trong kinh pháp hoa phật đưa ra một ví dụ nói tam giới như nhà lửa vị đại phú trưởng giả này nhà họ bị lửa đốt cháy trẻ con không hiểu chuyện kêu chúng ra khỏi đó chúng cũng không ra chúng thích đồ chơi có người thích xe dê xe hưu xe trâu trắng lớn chính là xe ngựa dùng những thứ này để dụ dỗ các con nói với chúng ngoài cửa có xe dê xe trâu các con ra ngoài đó đi dạo chơi dùng cách này để dụ dỗ chúng ra ngoài tam giới như nhà lửa là gì chính là luân hồi lục đạo khi chúng ra khỏi cửa xe dê cũng không có xe hưu cũng không có chỉ có đúng. xe trâu bình đẳng đều ban cho chúng thứ tốt đẹp nhất xe dê và xe hưu ví như tiểu thừa tức là thanh văn chuyên giác người thế gian đích thực có rất nhiều người thích a la hán Thích Bích Chi Phật Đó không phải cứu cánh Khi dụ dỗ chúng ra khỏi Tất cả đều bình đẳng như nhau Toàn là Đại Thừa Xe trâu trắng lớn là ví với Đại Thừa Ngày xưa công cụ giao thông Lượng vận tải lớn nhất là xe ngựa duy chỉ có nhất thừa nhất thừa là thành phật con đường lớn để thành phật không phải dạy quý vị thành bồ tát làm gì có hai và ba hai chính là đại thừa và tiểu thừa ba chính là thanh văn duyên giác bồ tát đây đều là giả thiết đều thuộc về dẫn dắt nên nói không phải là tiểu thừa phật là tán dương người đệ phật như vậy ở trong pháp của ta được gọi là đệ tử bậc nhất tán sáng này thực tế là nói quá thù thắng nếu như bây giờ chúng ta đã hiểu quý là trực tiếp gánh phát. Hàng người nào là đệ tử bậc nhất của Như Lai? Người niệm Phật cầu sanh tịnh độ Trong hàng đệ tử Họ là đệ tử bậc nhất Quý vị học các pháp môn khác Là thứ hai, thứ ba, thứ tư Cứ xếp theo như vậy lời này không phải chúng tôi tự nói mà là đức phật nói trong kinh vô lượng thọ tại sao vậy đây là đưa ra câu hỏi vì sao vậy đối với tất cả pháp môn pháp môn niệm phật là phi diệu đệ nhất vì sao vì pháp môn này có thể khiến cho thượng trung hạ căng tánh ngay trong đời này hành tượng bình đẳng hà hà căng vãng sanh cũng làm bồ tát a duy việt trí tức là bình đẳng Bình đẳng này Chính là ở đây ví dụ Đều cho xe trâu trắng lớn Không có gì thu thắng hơn điều này Điểm này chúng ta cần phải biết Phải khẳng định Pháp môn niệm Phật là phi diệu đệ nhất là khó tin nhất đây là pháp khó tin nhất trong tất cả thế gian có thể sanh thật tính chân thật tính như giáo phụng hành nên gọi là đệ nhất như giáo phụng hành quý vị chỉ nhớ hai câu Phá tâm bồ đề Nhất hướng chuyên niệm là được Quý vị thấy Chỉ đơn giản như vậy Thượng trung hạ căn Đều có thể tiếp nhận Quả thật là đệ nhất Hy vọng chúng ta phải tin thật đối với bộ kinh này Thật phát nguyện Làm đệ tử bậc nhất của Như Lai Tương lai thành tựu cũng là thành tựu bậc nhất Chúng ta xem đoạn kinh văn tiếp theo Thì cố cáo những thiên nhân thế gian A-tu-la đẳng Ưng đường ái nhạo tu tập Sanh hy hữu tâm tư sự kinh trùng Sanh đạo sư tưởng Dục linh vô lượng chúng sanh Tóc tật an chúng Đắc bất thoái chuyển cập dục kiến Bỉ quản đại trang nghiêm Nhiếp thọ phù thắng Phật sát Viên mãn công đức giả Đương khởi tinh tấn Thính thử pháp môn Mời xem chú giải Đoạn văn bên phải Lại quyền tôn trọng y chỉ Yêu thích tu tập theo Pháp Mà trong kinh này dạy Thế tôn từ bi tột cùng khuyên chúng ta y giáo phụng hành tuyệt đối đừng hoài nghi bộ kinh này giới thiệu về thế giới cực lạc vô cùng hoàn bị Đáng quý nhất là nói cho chúng ta Về lịch sử của thế giới cực lạc Thế giới này thành tựu như thế nào? Đầu đuôi ngọn nguồn Không phải dựa vào tưởng tượng cũng không phải thiên thần chế tạo Đích thật có người này Đích thật có việc này Đi theo giáo huấn của Phật tinh tấn không giải đãi, tu học thời gian lâu dài gọi là năm kiếp tu hành, công đức thành tựu, tình ảnh sớ nói những gì đã nói chính là đoạn kinh văn này, quyên học kinh này trong kinh này nói vô lượng thọ nghe đạt được lợi ích bộ kinh này là đức phật chuyên nói về kinh vô lượng thọ chuyên môn giới thiệu vô lượng thọ chính là giới thiệu phật a di đà nên dù có thiết lập đại hỏa đầy tam thiên thế giới cũng cần phải vượt qua để nghe thọ kinh này chúng ta thêm vài chữ vào đây sẽ dễ hiểu hơn cũng cần vượt qua nơi này mà đến nghe thọ kinh này tam thiên là tam thiên đại thiên thế giới dùng lời của các nhà thiên văn học ngày nay nói là mười ức hệ ngân hà mười ức hệ ngân hà đều là lửa lớn chúng ta cần phải vượt qua lửa lớn này để nghe thọ kinh này. Hỗn dư tiểu nạn đây là nói thiên tai. Dù thiên tai lớn đến đâu cũng không ngăn trở được tính tâm kiên định của chúng ta. Nguyện tâm kiên định. Vì sao vậy? Vì đây là lợi ích vô cùng thù thắng nếu như mất đi sẽ không còn tìm được nữa ví dụ này cũng là đức phật nói trong kinh vì kinh này là kinh điển bậc nhất của tịnh độ tông Đối với nguyện hạnh ở nhân địa nhân của Di Đà Và y chánh trang nghiêm của thế giới cực lạc Chánh nhân tam bối vãng sanh Nhân quả hai cõi tịnh uế Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại vân vân Nhiếp không cùng tận Thật là hiếm có Bất luận là lý hay là sự Đều nói rõ ràng Đều nói thấu triệt Đại nguyện đại hạnh Ở nơi nhân địa của Phật a di đà Là điện phạm của chúng ta Ngày nay Chúng ta có thể học tập theo Phật A-di-đà Dễ dàng hơn nhiều Học theo Ngài là được Học như thế nào Chuyên học bộ kinh này Kinh điển bậc nhất của tịnh Tông Cũng chính là nói Lúc Thế Tôn còn tại thế Là đệ nhất kinh trong tất cả kinh điển mà Ngài nói suốt 49 năm Đây là điều phải nhận thức rõ ràng Trong đời Đức Thế Tôn nói một bộ kinh quan trọng nhất là bộ kinh nào? Chính là bộ kinh này Vì sao vậy? Vì chúng ta nương vào đây tu tập Đời này chắc chắn thành Phật Nếu nương vào các pháp môn khác Phải đi quanh co Phải đi biết bao nhiêu đoạn đường phòng Mới có thể thành tựu được Con đường này là đường thẳng Không phải đường phòng Là con đường gần nhất Đường tắt Sợ quý vị không thể tin Cho nên nói rõ ràng với quý vị Về sự phát nguyện tu hành Của Phật A di đà khi còn ở nhân địa Đây là lịch sử của Phật A di đà Cũng là lịch sử của thế giới cực lạc Giới thiệu y chánh trang nghiêm của thế giới cực lạc Đến thế giới cực lạc để làm gì? Đến để học tập để tu phước tu huệ Giới thiệu đạo tràng này cho quý vị Hoàn cảnh tu học Vô cùng hoàn bị Thầy vào học trò Cũng đều giới thiệu cho quý vị à, Chánh Tên nhân của tam bối vạn sanh Điều này rất quan trọng Phải đi như thế nào à, Thượng Trung Hạ Tam Bối đều có giai cấp Đến thế giới cực lạc Là, là đồng bắt đồng đầu học từ tiểu học đồng Bắt đồng đầu học ở giữa cũng được Đồng nghĩa nói Ở đây có tiểu học Có trung học Có đại học Quý vị muốn bắt đầu học từ đâu cũng được Không đủ năng lực thì học từ đâu Ở đây thật sự là hưởng phước bắt đầu học từ đầu là hưởng phước báo viên mãn thế giới này không có các điều khổ nên gọi là cực lạc học tập ở đây chỉ có nâng cao không có thoái chuyển chỉ có tiếng thời gian nhanh hay chậm không giống nhau có người nâng cao rất nhanh cũng có người lại rất chậm nói tốn lại họ đều được nâng cao không hề bị thoái chuyển Nhân của hai cõi tịnh uế Thế giới cực lạc là nhân quả thanh tịnh Thế giới mà chúng ta đang sống Là nhân quả ô uế Đều nói rất rõ ràng, minh bạch Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại Là bốn pháp giới trong Kinh Hoa Nghiêm nói Lý vô ngại Pháp giới Sự vô ngại Pháp giới Lý sự vô ngại Sự sự vô ngại vân vân Đây là cảnh giới hoa nghiêm nhiếp vô cùng tận Đều ở trong đó Nên trong bộ kinh này Đích thực là Pháp Luân viên mãn Đại thừa, tiểu thừa, Hiện giáo, mật giáo Tông môn, giáo môn Đều ở trong đó Hồi tập quá hay Nên đối với kinh này Nên sanh tưởng đạo sư Trong nhà Phật Đạo sư là Phật Phật là đạo sư của chúng ta Bộ kinh này chính là đạo sư của chúng ta Chúng ta học bộ kinh này Chính là học theo Đức Phật Là học theo Phật A-di-đà Không có gì khác Phật, à, Phật A Di -đà, Đà ở đâu? Ở trong bộ kinh này. Đức Như Lai ở đâu? Cũng ở trong bộ kinh này. Bộ kinh này chính là Đức Thế Tôn, là Phật Di Đà. Phải sanh khởi tâm này. Cùng kính y theo kinh giáo, phát tâm Bồ Đề nhất hướng duy niệm. chân thành cung kính tổ sư ấn quang nói một phần thành kính được một phần lợi ích chúng ta phải có tâm thành kính viên mãn y giáo phụng hành dạy chúng ta phát tâm bồ đề chúng ta áp dụng giáo huấn của đại sư ngẫu ích toàn tâm toàn ý hoặc là nói nhất tâm nhất ý ngay trong đời này chỉ có con đường này thế giới tây phương cực lạc một hướng một phương hướng một mục tiêu thế giới cực lạc một nguyện vọng thần cần phật a di đà nhất hướng chuyên niệm thế tôn lại nói Phạm muốn khiến cho vô lượng chúng sanh mau chứng mà không thoái chuyển và muốn thấy cõi Phật của thế giới cực lạc Rộng lớn trang nghiêm thù thắng Nguyện theo Phật học Cũng tự nhiếp thọ cõi Phật Như cực lạc rộng lớn thù thắng Độ tất cả các căn Rộng nhiếp vạn loài Lấy công đức viên mãn Làm khởi tâm tinh tấn Nghe và thọ trì pháp môn này đây là khuyến khích chúng ta quả là khó được đầu tiên là nguyện thứ nhất trong tứ hoàng thể nguyện chúng sanh vô biên thể nguyện độ cần phải có tâm này muốn khiến tất cả chúng sanh mau chứng quả mà không thoái chuyển đây là điều một số người không làm được quý vị học kinh vô lượng thọ thật sự phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm thì quý vị sẽ làm được làm được thì người khác mới tin người khác sẽ tiếp nhận nếu muốn thấy thế giới cực lạc rộng lớn trang nghiêm cõi phật thù thắng vượt qua cõi nước của tất cả chư phật trang nghiêm không phải phú lệ đường hoàng phú lệ đường hoàng là tự nhiên vì sao vậy vì là xưng tánh nó không phải do công nhân thiết kế cũng không do nhân lực kiến tạo thế giới cực lạc y chánh trang nghiêm Toàn là công đức bổ nguyện của Phật A Di Đà tự nhiên thành tựu. Điều này người thế gian chúng ta gọi là phước báo. Phước báo của họ quá lớn. Tự nhiên biến hiện ra thế giới này. ở trước chúng ta có đọc đến Đại sư Pháp Diếu Ngài là tổ sư đời thứ tư Của tịnh Độ Tông Ngài lễ bái ngũ Đài Sơn Thấy được Đại Thánh Trúc Lâm Tự Vô cùng thù thắng trang nghiêm Đại thánh, Đại thánh Trúc Lâm, Lâm tự, tự Là do nhân công thiết kế chăng Là nhân công kiến tạo chăng Không phải Ngài có duyên nên thấy được Nhìn thấy rất nhiều Bồ Tát ở đó nghe kinh Bồ Tát Văn Thù giảng kinh sau khi rời khỏi cảm thấy rất may mắn thật sự thấy được đạo tràng của bồ tát văn thù ra về làm ký hiệu trên đường để lần sau đến có thể tìm được nhưng quay đầu nhìn lại thì không còn nữa chỉ là một đồi núi xanh tươi không thấy gì cả là thật không phải giả như vậy là sao do công đức của bồ tát văn thù thành tựu công đức chân thật tự nhiên biến ra y chánh trang nghiêm đào tràng bồ tát của thế giới chúng ta đào tràng của a la hán cho đến Đạo tràng thiên nhân phước báo to lớn đều có thể thấy được huống gì là thế giới cực lạc công đức tu hành của phật di đà tự nhiên thành tựu cõi phật thù thắng trang nghiêm rộng lớn chúng ta có thể tin chúng ta đọc đến cũng không hoài nghi nguyện tùy phật học một vị thầy giỏi như vậy chúng ta không theo ngài thì biết theo ai đức thế tôn tận tình khuyên bảo chúng ta nếu quý vị muốn hỏi vì sao vì sao đức phật khuyên chúng ta như vậy ngài thấy chúng ta với ngài là nhất thể đồng thể đại bi vô duyên đại từ ở đây đã thể hiện ra bản thân chúng ta ngu muội vô tri từng có tâm hoài nghi còn muốn hỏi ngài vì sao Khi chúng ta tin tấn tu học Đến một trình độ nhất định Sẽ khoác nhiên đại ngộ Ngộ được điều gì? Vạn sự vạn vật khắp biến pháp giới hư không giới Với mình là nhất thể Chúng ta đối với tất cả chúng sanh Cũng từ bi giống như chư Phật như Lai vậy Cũng sư tự nhất thọ Phật. cõi Phật Như thế giới cực lạc rộng lớn thù thắng Đây là thật Cư sĩ Hạ Liên Cư thường nói Tôi nhớ Di Đà Di Đà nhớ tôi thật vậy không phải giả trong tâm tôi có di đà trong tâm di đà có tôi tôi và di đà là một không phải hai mối quan tâm này thân thiết biết bao Chúng ta vãng sanh đến thế giới cực lạc Là cõi nước của Phật A-di-đà Thử hỏi phải chăng là của chính chúng ta? Quả đúng là của chính mình Nếu không phải của chính mình Thì không thể nói tự tánh di đà duy tâm tịnh độ Do tâm thanh tịnh của chúng ta hiện ra Vạn sanh thế giới cực lạc Thế giới cực lạc là công đức của tâm thanh tịnh mình biến hiện ra Cũng là Phật a di đà biến hiện ra Điều này hiện nay các nhà khoa học gọi là ý thức tập thể Là ý thức của chúng ta và ý thức của Phật a di đà tập hợp lại một nơi Quý vị nói tịnh độ của Di Đà được Nó là tịnh độ của mình cũng được Tự và tha không hai Tự và tha là một Tự nhiếp thọ cõi Phật Như thế giới cực lạc rộng lớn thù thắng Giống như cực lạc vậy Phổ bị các căn Rộng nhiếp vạn loại bị là gia bị nghĩa là gia trì gia trì khắp vô lượng vô biên chúng sanh căn tánh khác nhau cũng giống như phật a di đà rộng nhiếp vàng loại quý vị xem đối tượng ngài độ khắp biến pháp giới hư không giới ngày nay chúng ta gọi là giúp đỡ tiệm trợ những đối tượng nào trên đến đẳng giác bồ tát dưới đến địa ngục chúng sanh ngay cả hoa cỏ cây lá sơn hà đại địa không có loài nào không nhiếp thọ lấy công đức viên mãn như vậy công đức mới gọi là viên mãn không sót một loài nào có thể chúng sanh trong biến pháp giới hư không giới đều ở trong tâm quan phổ chiếu của phật a di đà Đây chính là chuyển a la gia thành đại viên cảnh trí Tâm Phật là đại viên mãn Biến chiếu Pháp giới Công đức viên mãn Chúng ta có thể hy vọng Giống như Phật A-di-đà vậy Tâm này cần phải có Ở trước chúng ta đọc đến A-xà phương tử Nghe Đức Thế Tôn thuyết Pháp Rất hoan hỷ khi nghe giới thiệu về thế giới Tây Phương cực lạc Bèn khởi lên ý niệm Hy vọng mình tương lai làm Phật Giống như Phật A Di Đà vậy Những người này có thiện căn, Có phước đức Nếu không có thiện căn phước đức Họ nghe rồi cũng không phát ra ý niệm này Ngày nay chúng ta nghe kinh đến đây Đã minh bạch rõ ràng Nhất định giống như A xà Vương Tử vậy Phải sanh khởi ý niệm này Chúng ta muốn đến thế giới cực lạc Muốn đến đó thành Phật giống như Phật A-di-đà Sau đó mới có thể giúp hết thảy chúng sanh khổ nạn Trong mười phương Ở sau liền khởi tâm tinh tấn Nghe và thọ trì pháp môn này Ở trước nói với chúng ta Về chân thành cung kính Ở sau Quyền chúng ta tin tấn Đều là nghe Và thọ trì pháp môn này Pháp môn này chính là bộ kinh điển này Phải biết nghe để lãnh hội những ý nghĩa thầm tâm trong kinh, kinh nói, nói Phải biết nghe Sau khi nghe rồi phải hoàn toàn nhiếp thọ Như khổng lão phu tử nói Tính nhi háo cổ vậy Câu này của phu tử Giống như tính thọ phụng hành trong nhà Phật là cùng một nghĩa Tính là tính thọ Háo cổ là phụng hành Hoàng hỷ Thích sao lại có chuyện không học Không nỗ lực học tập Là do họ không thích Thích chắc chắn sẽ siêng năng học tập cho nên tính nhi háo cổ chính là tính thọ phụng hành. Chúng ta xem tiếp đoạn dưới. Vi cầu pháp cố, bất sanh khoái khuất, Xỉm nguy chi tâm, thiết nhập đại hỏa, bất ưng nghi hối, hà dĩ cố bỉ vô lượng ức, chư bồ tát đẳng giai tất cầu thử vi diệu pháp môn tôn trọng thính văn bất sanh vi bội đa hữu bồ tát dục văn thử kinh nhi bất năng đắc thì cố giữ đẳng ưng cầu thử pháp đoạn bên phải đoạn ở bên phải này phu, lại khuyên đại chúng một cách sâu sắc quả thật là không ngừng khuyên chúng ta khuyên hết lần này đến lần khác chúng ta thấy sẽ tồn tận tình khuyên răng đại chúng À, có lòng tin kiên định dịch, vào pháp môn tịnh độ này và kinh vô lượng thọ, kinh vô lượng thọ là thật, đại dịch, nhất kinh của pháp thật, môn tịnh độ, quan. liên quan đến thế giới cực lạc và phật a di đà thì bộ kinh này giới thiệu một cách rõ ràng và hoàn bị nhất mở đầu đoạn văn này đã nói vì cầu pháp nên không sanh tâm thoái chuyển và giả tạo Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Trong tứ hoàng thệ nguyện Hốn gì tịnh độ tông là pháp môn đệ nhất Mà đại kinh này Lại là kinh đệ nhất của tịnh độ Tứ hoàng thệ nguyện là nguyện chung của chư bồ tát bồ tát vô lượng hạnh nguyện không ra ngoài bốn phạm vi này bốn mươi tám nguyện của phật a di đà cũng không ra ngoài bốn phạm vi này cho nên đây là tổng cương hoàng nguyện của chư phật bồ tát câu thứ nhất chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thực tế mà nói hoàng nguyện thật sự chính là câu này sư bi đến tột cùng. chúng sanh vô lượng vô biên phát đại nguyện này muốn đến giúp họ phải hiệp trợ họ giúp họ điều gì mục tiêu cao nhất là giúp họ thành phật tập ký nghiệp chứng của chúng sanh quá nặng bất đắc dĩ mới cầu cái khác giúp họ phá mê cai ngộ diệt chứng cực nặng giúp họ đoạn nghi sanh tính ba thứ lớp này ba căn thượng trung hạ đối với hàng hạ căn Giúp họ đoạn nghi sanh tính Như vậy mới có thể được độ Từ từ dẫn dụ họ Là có cơ sở Phải giúp họ phá mê khai ngộ Sau cùng giúp họ chuyển phàm thành thánh Phương pháp thù thắng đệ nhất chính là Phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm Bất luận là hàng căn tánh nào Thượng Trung Hạ ba căn đều được độ Các pháp môn khác không phải có một vài pháp môn giống như A Hàm Chuyên độ tiểu thường Trước tiên Giúp quý vị Không vào tam đồ Điều này quá quan trọng phật dạy quý vị như thế nào dạy quý vị thập thiện nghiệp đạo dạy quý vị hiếu thân tôn sư dạy quý vị từ tâm bất xác như vậy ở trong lục đạo chắc chắn không đọa vào tam độ tâm lượng lớn hơn một chút như vậy vẫn chưa bằng lòng hy vọng càng tốt hơn phật sẽ dạy quý vị nhận thức về cái khổ trong luân hồi Ta cần phải có tâm ra khỏi đó thực sự phát tâm này Dạy quý vị thọ trì tam quy Đầy đủ các giới Dạy ta tu định Giúp ta khai trí tuệ Nâng cao cảnh giới hàng căn tánh sắc bén, họ sẽ thoát ly luân hồi lục đạo, sinh đến tịnh độ của Phật. Sứ thanh pháp giới là tịnh độ. Tâm lượng lớn hơn nữa, như vậy vẫn chưa đủ. Hy vọng có thể đạt được đại giác viên mà Phật sẽ dạy quý vị đạo quy cực lạc. Tám vạn bốn ngàn pháp môn đều là phương tiện thiện xảo, bao gồm hoa nghiêm, pháp hoa. Sau cùng đều quy về cực lạc. Đức Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta ba bộ kinh điển Nói về thế giới cực lạc Mọi người đều hiểu Kinh Vô Lượng Thọ Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh A Di Đà Đây là chuyên nói về ba bộ kinh của tịnh độ Trong lúc giảng các kinh điển khác Cũng có giới thiệu thêm Khuyên bảo mọi người cầu sanh thế giới cực lạc Kinh điển như vậy có hơn 200 loại Cho nên cổ Đức có nói Đức Thế Tôn đối với pháp môn này Lúc nào cũng chỉ ra Hiển thị ra tâm từ của Phật nguyện vọng của phật không lúc nào không hy vọng chúng ta ngay trong đời này bản sanh về thế giới cực lạc ở thế giới cực lạc nhất định một đời thành tựu được cứu cánh viên mãn Ở đây cụ Hoàng Niệm Tổ nói Di Đà lúc ở nơi nhân địa phát tâm rằng Giả dạ như cúng dường hàng xa vị thánh Không bằng kiên định giọng mảnh cầu chánh giác Đây là khuyến khích chúng ta Cúng dường hàng xa viện thánh là tu phước Cầu phước quả báo ở nhân thiên Không ra khỏi luân hồi lục đạo Không bằng kiên định giọng mảnh cầu chánh giác Kiên định tính tâm Giọng mảnh tinh tấn cầu chánh giác Cầu chánh giác Trước tiên nên cầu chánh pháp Không có chánh pháp Làm gì có chánh giác Thế nào là chánh pháp Không nên tự sanh tâm siễn nguyện Sĩ ngụy Bên dưới giải thích Chúng ta xem bên dưới Thoái Là thoái chuyển Khuất là công Người bây giờ gọi là đường ngoằn ngoèo well. Xỉm ngụy là hư ngụy Đây là chướng ngại chướng ngày trên con đường đạo bồ đề chúng ta phải có trí tuệ phải nhận thức phải biết tránh điều đầu tiên là chắc chắn không thoái chuyển điều thứ hai là không đi đường phòng thứ ba không được hư ngụy Tâm Bồ Đề là chân thành Thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi Đây là tâm Bồ Đề Bất luận là thuận cảnh hay là nghịch cảnh Đối với người phát tâm Bồ Đề mà nói Tất cả đều là tăng thượng duyên Đều giúp bản thân nâng cao hơn Giúp bản thân tinh tấn hơn Là việc tốt không phải việc xấu Bản thân phải nhận thức được như vậy Một số người Thuận cảnh thiện duyên dễ sanh tham luyến, tham luyến liền thoái chuyển, sẽ đi đường phong, sẽ hư hủy, nghiệp cảnh chân hiện chân tiền, ác duyên hiện chân. tiền liền sanh oán hận. Cũng thoái chuyển Thậm chí Còn sanh tâm báo phục Không biết tất cả chúng sanh Tất cả mọi cảnh duyên Đều là Phật Bồ Tát đang giúp chúng ta Bản thân chúng ta phải giác ngộ nghịch cảnh ác duyên không sanh sân huế vĩnh viễn dùng tâm bình đẳng bình là bình đẳng thường là vĩnh hằng nói cách khác chính là dùng tâm thanh tịnh bình đẳng giác thể của thanh tịnh bình đẳng giác chính là chân thành con người không có chân thành đầu ra thanh tịnh bình đẳng giác đối đại với tất cả mọi người bên ngoài bằng một tấm lòng từ bi sự bi là gì là lòng thương yêu chân thành lòng yêu thương thanh tịnh lòng yêu thương bình đẳng lòng yêu thương chánh giác áp dụng trong đối nhân tiếp phật người tốt đối với tôi từ bi đối với tôi không tốt cũng từ bi đối với người hủy ban hãm hại tôi vẫn là từ bi tuyệt đối không giảm sút thấy họ có khó khăn vẫn nhiệt tình đưa tay ra giúp đỡ không phải nói người này hãm hại tôi tôi mặc kệ họ như vậy là sai đó không phải là bồ tát chúng ta phải làm được như thế Đây đều là những lời dạy trong kinh điển Nếu chúng ta có thể y giáo phụng hành Như vậy là đúng Bên dưới nói Thiết nhập đại họa Thiết là giả thiết Giả sử nhân vì cầu Pháp Thân vào lửa lớn cũng không nên nghi hối giống như lúc di đà ở nơi nhân địa mặc dù thân vào trong các điều khổ nguyện tâm như vậy vẫn mãi không thoái chuyển trước sau đều tin sâu nguyện thiết chúng ta ngày nay hình như cũng gặp trường hợp này rất nhiều đồng tu đại chúng trong xã hội trong lòng lo lắng không yên thiên tai quá nhiều Đích thực không phải là hiện tượng lành Từ tháng 3 năm nay Toàn cầu thiên tai nghiêm trọng Tháng này nhiều hơn tháng trước Lần sau nghiêm trọng hơn lần trước Tôi dự đoán Tháng 8 sẽ vượt quá 200 lần Quả thật là đã vượt quá Tháng 9 sẽ càng nhiều Mỗi tháng mỗi nhiều hơn, đây là hiện tượng không hay. Chúng ta phải làm sao? Phật A Di Đà đã làm gương cho chúng ta. Dù khổ đến đâu, tính tâm, nguyện tâm của chúng ta mãi mãi không thoái chuyển. Đây là gì? Đây gọi là tin sâu nguyện thiết. Thiên tai ập đến không kinh không sợ Tôi thường nói Thiên tai giáng xuống Hầu như 80% số người là bị chết khiếp Những ai được lưu lại Giống như không có chuyện gì xảy ra Không quan tâm Người như vậy sẽ tồn tại Thiên tai thảm họa gì Họ cũng không quan tâm có thể chịu được không để ý đến họ sẽ dễ dàng vượt qua tuyệt đối đừng sợ hãi nhất tâm niệm phật niệm phật phải thầm tính câu phật hiệu này có thể tiêu tất cả tội nghiệp đừng dùng các phương pháp khác chỉ một câu danh hiệu này quý vị phải tin Bắt đầu từ ngày hôm nay Chúng ta niệm niệm không rời Phật hiệu Thời gian một năm đủ để vượt qua Không ở trong cộng nghiệp tự nhiên được lưu lại Nếu trong cộng nghiệp sẽ vãng sanh về cõi cực lạc Ý niệm chúng ta vừa khởi Phật liền tiếp dẫn Công đức của chúng ta đã viên mãn hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến đây nam mô a di đà phật nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành phật đạo chúng phật tử đạo tràng tịnh độ nam mô a di đà phật